Theo giới chức y tế Australia, 15 phút là thời gian đủ để lây nhiễm virus corona từ người nhiễm bệnh sang người bình thường nếu có tiếp xúc gần như trò chuyện hoặc cùng sinh hoạt trong không gian kín khoảng 2 tiếng. Khác với các virus lây lan qua đường không khí có thể di chuyển xa, các giọt nước bọt của người nhiễm virus rơi xuống trong phạm vi 1 đến 2 mét. Một người có thể nhiễm virus này nếu chạm tay vào bề mặt có dính nước bọt bắn từ người bệnh, sau đó đưa lên mũi hoặc miệng. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ sáng nay ghi nhận trường hợp lây nhiễm từ người sang người đầu tiên tại bang Illinois là một người đàn ông bị lây bệnh từ người vợ, trước đó từng đi du lịch Trung Quốc về. Hai người này đều trên 60 tuổi. Cơ quan y tế cũng đang theo dõi hơn 20 người khác từng tiếp xúc với họ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington đang phối hợp chặt chẽ với Bắc Kinh và tin rằng dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Còn Đức xác nhận thêm các ca lây nhiễm từ người sang người. Pháp cũng bắt đầu đưa công dân về nước, đồng thời ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh thứ 6. Italy cũng xác nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm, được xác định là hai du khách Trung Quốc đến du lịch ở Rome.